Khủng hoảng năng lượng đang phá hủy thế giới đa cực. Liên minh châu Âu, EU và Nga đang mất dần lợi thế cạnh tranh, còn lại là đấu trường lưỡng cực của Mỹ và Trung Quốc. Theo tờ Foreign Policy, cuộc khủng hoảng năng lượng có thể tàn phá nền kinh tế của Nga và EU. Đến mức cuối cùng, cuộc khủng hoảng này có thể làm suy yếu cả hai trên trường thế giới. Điều này có nghĩa là chúng ta đang nhanh chóng chuyển sang một thế giới lưỡng cực do hai siêu cường thống trị, Trung Quốc và Mỹ. Có thể coi giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 2 năm 2022, dưới thời điểm bùng phát xung đột Nga và Ukraine, là thời kỳ nửa đa cực. Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng, nhưng quy mô kinh tế của EU khiến cho khu vực này có thể là một trong những cực quyền lực trên thế giới. Quá trình hồi sinh kinh tế kể từ khoảng năm 2003 và sức mạnh quân sự của Nga cũng đưa nước này lên bản đồ cường quốc. Các nhà lãnh đạo từ Ấn Độ đến Đức và Nga đều ca ngợi đa cực là cấu trúc mới của các vấn đề toàn cầu. Xung đột năng lượng đang diễn ra giữa Nga và phương Tây có nghĩa là thời kỳ đa cực đã kết thúc. Mặc dù kho vũ khí hạt nhân của Nga sẽ không biến mất, nhưng Nga sẽ trở thành đối tác cấp dưới trong phạm vi ảnh hưởng do Trung Quốc dẫn đầu. Trong khi đó, tác động tương đối nhỏ của cuộc khủng hoảng năng lượng đối với nền kinh tế Mỹ khiến nước này vẫn duy trì được sức mạnh về mặt địa chính trị. Năng lượng giá rẻ là nền tảng của nền kinh tế hiện đại. Mặc dù trong thời gian bình thường, ngành năng lượng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng GDP của hầu hết các nền kinh tế tiên tiến, nhưng năng lượng có tác động lớn đến lạm phát và chi phí đầu vào của tất cả các ngành. Giá điện và khí đốt tự nhiên của châu Âu hiện cao gần bằng 10 lần mức trung bình trong thập kỷ tính đến năm 2020. Chi phí năng lượng của châu Âu chiếm khoảng 2% GDP trong thời gian bình thường, nhưng chi phí này đã tăng lên ước tính 12% do giá tăng. Chi phí cao ở mức độ này có nghĩa là nhiều ngành công nghiệp trên khắp châu Âu đang thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa hoàn toàn. Các nhà sản xuất nhôm, nhà sản xuất phân bón, nhà máy luyện kim loại và nhà sản xuất thủy tinh đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi giá khí đốt tự nhiên cao. Do đó, châu Âu có thể xảy ra suy thoái sâu trong những năm tới. Tuy nhiên, châu Âu sẽ không nghèo đi. Người dân châu Âu cũng không lạnh cống trong mùa đông này. Các chỉ số ban đầu cho thấy châu lục này đang thực hiện tốt cắt giảm tiêu thụ khí đốt tự nhiên và tích đầy các kho chứa khí đốt cho mùa đông. Thay vào đó, rủi ro thực sự mà châu Âu phải đối mặt là mất khả năng cạnh tranh kinh tế do kinh tế tăng trưởng chậm. Khí đốt giá rẻ mà châu Âu mua của Nga sẽ không còn, ngành công nghiệp sẽ dần dần điều chỉnh, nhưng quá trình chuyển đổi đó sẽ mất thời gian và có thể dẫn đến thay đổi kinh tế tốn kém. Tin xấu này đối với châu Âu làm phức tạp thêm một xu hướng đã có từ trước. Kể từ năm 2008, thị phần của EU trong nền kinh tế toàn cầu đã giảm. Mặc dù Mỹ phục hồi sau cuộc đại suy thoái tương đối nhanh chóng, nhưng các nền kinh tế châu Âu đã rất chật vật. Một số nước mất nhiều năm để tăng trưởng trở lại mức trước khủng hoảng. Trong khi đó, các nền kinh tế ở châu Á đang tiếp tục phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, dẫn đầu là nền kinh tế Trung Quốc. Từ năm 2009 đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của EU chỉ đạt trung bình 0,48%. Tốc độ tăng trưởng của Mỹ so với cùng kỳ cao hơn gần 3 lần, trung bình là 1,38% mỗi năm. Còn Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chóng mặt 7,36% hàng năm. Kết quả là mặc dù tỷ trọng của EU trong GDP toàn cầu lớn hơn tỷ trọng của cả Mỹ và Trung Quốc vào năm 2009, nhưng tỷ trọng này hiện ở mức thấp nhất trong ba nước. Gần đây nhất vào năm 2005, EU đã chiếm tới 20% GDP toàn cầu. EU sẽ chỉ chiếm một nửa tỷ lệ đó vào đầu những năm 2030 nếu nền kinh tế EU thu hẹp 3% vào năm 2023 và năm 2024, và sau đó tiếp tục tốc độ tăng trưởng eo uột trước đại dịch là 0,5% mỗi năm, trong khi phần còn lại của thế giới tăng trưởng ở mức 3%. Nếu mùa đông năm 2023 lạnh và cuộc suy thoái sắp trở nên nghiêm trọng, tỷ trọng GDP toàn cầu của châu Âu có thể giảm nhanh hơn nữa. Tệ hơn nữa, châu Âu còn thua xa các cường quốc khác về sức mạnh quân sự. Các nước châu Âu đã cắt giảm chi tiêu quân sự trong nhiều thập kỷ và không thể dễ dàng bù đắp. Tình hình của Nga dường như nghiêm trọng hơn so với EU. Nga vẫn đang có nguồn thu khổng lồ từ xuất khẩu dầu và khí đốt, chủ yếu là sang châu Á. Tuy nhiên, về lâu dài, lĩnh vực dầu khí của Nga có thể sẽ đi xuống, ngay cả khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc. Phần còn lại của nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn và chịu tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Giờ đây, chiến lược khả thi duy nhất của Nga là bán năng lượng cho các khách hàng châu Á. Tuy nhiên, gần như toàn bộ mạng lưới đường ống và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này hiện được xây dựng chỉ để xuất khẩu sang châu Âu
và không thể dễ dàng xoay về phía đông. Sẽ mất nhiều năm và hàng tỷ đô la để Nga chuyển hướng hoạt động xuất khẩu năng lượng và có thể thấy rằng Nga chỉ có thể dựa vào Trung Quốc. Do đó, khi Nga và EU yếu đi sau khủng hoảng năng lượng, thế giới sẽ chỉ còn Trung Quốc và Mỹ, hai cường quốc sẽ thiết lập trật tự lưỡng cực. Nhiều nền kinh tế châu Á có thể sụp đổ theo bước Sri Lanka nếu Trung Quốc nhất quyết không xóa nợ. Khủng hoảng nợ có thể xảy ra ở Lào, Bangladesh và nhiều quốc gia châu Á khác khi Trung Quốc không muốn xóa nợ và chịu thiệt hại đối với các khoản đã cho vay. Theo Nikkei, Sri Lanka là quốc gia châu Á đầu tiên rơi vào cảnh vỡ nợ trong cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng nhiều khả năng sẽ không phải là nước cuối cùng. Nhiều nền kinh tế thu nhập trung bình và thấp khác ở châu Á cũng đang đứng trước bờ vực sụp đổ do một loạt các nguyên nhân như nợ trong thời kỳ Covid-19, gặp vận rủi, chính sách sai lầm và vay nợ từ Trung Quốc. Đồng đô la mạnh cũng khiến việc trả nợ trở nên khó khăn hơn, cùng với giá nhiên liệu đắt đỏ đẩy nhiều nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Ông Murtaza Jafezi, Chủ tịch Africa Institute cho biết, Sri Lanka không phải là quốc gia duy nhất gặp rắc rối nghiêm trọng, sẽ còn nhiều nước châu Á phải đối mặt với vấn đề tương tự. Khắp châu Á, dự trữ ngoại hối của các chính phủ sụt giảm, đồng nội tệ yếu dần đi, chính phủ và cả những bên cho vay đều đang hoảng loạn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ước tính rằng ít nhất 1/3 các nền kinh tế mới nổi và 60 nước kém phát triển nhất tại châu Á, châu Phi, Nam Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng nợ như Sri Lanka. Trên khắp châu Á, một số tín hiệu khủng hoảng tương tự như Sri Lanka đang lóe lên. Xếp hàng mua xăng ở Lào, biểu tình phản đối giá tăng ở Bangladesh, nội tệ lao dốc ở Pakistan hay Maldives phải vay khẩn cấp để trả nợ. Lào theo bước Sri Lanka. Quốc gia Đông Nam Á nghèo khó, không giáp biển, nằm tại biên giới phía nam của Trung Quốc, đang vướng phải rắc rối tương tự như Sri Lanka trong thời kỳ sắp vỡ nợ. Tại thủ đô Viên, hàng dài phương tiện xếp hàng để mua xăng khi giá nhiên liệu tăng vọt và tình trạng thiếu hụt trở nên tồi tệ hơn. Các mặt hàng tiêu dùng phổ biến, chẳng hạn như nguyên liệu để làm bánh mì cũng đã nhảy vọt. Tính đến giữa năm 2022, lạm phát tại Lào, quốc gia với 7,5 triệu dân đã tăng lên mức 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng lên thêm 107,1% và đồng kiếp tụt dốc thảm hại. Bản cân đối kế toán của Lào cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo tương tự như khi Sri Lanka sắp vỡ nợ. Dự trữ ngoại hối của nền kinh tế 18 tỷ đô la đang ở mức 1,3 tỷ đô la, chỉ đủ để trang trải cho 2,2 tháng nhập khẩu. Tuy nhiên, Lào cũng có nghĩa vụ chi trả khoảng 1,3 tỷ đô la các khoản nợ hàng năm, một nửa trong số đó là cho Trung Quốc. Ông Jeremy Zuck, giám đốc khu vực châu Á của Fitch Ratings cho biết, thâm hụt tài khoá và tài khoản vãng lai cao khiến nền kinh tế Lào dễ bị tổn thương. Vào tháng 6, Moody's đã hạ bậc tín nhiệm của Lào xuống mức rác, tương tự như Fitch đã làm vào tháng 8 năm 2021. Vào năm 2020, cả hai cơ quan xếp hạng này cũng đã có động thái tương tự với Sri Lanka, khiến quốc gia Nam Á này không còn có thể vay nợ trên thị trường vốn quốc tế. Ở Lào, người dân đang đổ lỗi cho Trung Quốc, tình hình kinh tế đã tồi tệ hơn bởi chính phủ liên tiếp vay nợ của Trung Quốc. Một nữ nhân viên văn phòng nói với Nikkei hồi tháng 7, Lào và Sri Lanka là ví dụ điển hình cho sự thay đổi trong hoạt động cho vay đầu tư phát triển của nước ngoài. Trước kia, World Bank thường là tổ chức cho vay trong những dự án phát triển và cơ sở hạ tầng, còn IMF đứng ra bơm tiền để giải quyết các vấn đề về thanh toán. Nhưng hiện giờ, Trung Quốc đang làm thay công việc của cả hai, vừa là ngân hàng đầu tư, vừa là tấm phao cứu sinh cho các quốc gia đi vay. Chính phủ Lào không tìm đến IMF để được cứu trợ và tiếp tục coi Trung Quốc như giải pháp cuối cùng. Theo một nhà ngoại giao Đông Nam Á, Lào muốn tránh phải tuân thủ điều kiện minh bạch của IMF khi xem xét các khoản nợ của nước ngoài, bao gồm việc công khai sổ sách về các khoản cho vay của Trung Quốc. Theo Addata, vào năm 2021, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tung ra khoản vay khẩn cấp trị giá 300 triệu đô la, giúp Ngân hàng Trung ương Lào tăng dự trữ ngoại hối. Hồi chuông cảnh báo ở Bangladesh. Tại Bangladesh, dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng kinh tế cũng đang đến từ trạm xăng. Giữa năm nay, chính phủ Bangladesh đã tăng mạnh giá nhiên liệu để giảm áp lực cho nguồn dự trữ ngoại hối, vốn đã giảm 45,5 tỷ đô la vào năm 2021, xuống chỉ còn 38,91 tỷ đô la, đủ cho 5 tháng nhập khẩu. Giá nhiên liệu tăng đã khiến chi phí của những mặt hàng thiết yếu nhảy vọt và biểu tình nổ ra trên khắp cả nước. Giá của tất cả rau củ và đậu lăng đã tăng 30-50%. Ông Arafat Najem,
một giám đốc tại công ty marketing với mức lương 450 đô la một tháng cho biết, chính phủ Bangladesh đang gặp khó khăn trong việc giảm giá nhiên liệu do thiếu hụt đồng đô la, tình trạng tương tự ở Sri Lanka. Vào tháng 7, Bangladesh đã phải tìm đến sự trợ giúp của IMF để giải quyết khó khăn trong thanh toán do thâm hụt tài khoản vãng lai. May mắn thay, nợ nước ngoài của Bangladesh tương đối thấp, ở mức 93,2 tỷ đô la vào tháng 3, chỉ chiếm 29% GDP và nằm trong mức khuyến nghị của IMF. Nhà kinh tế Arthur Mahmood cho biết, các chính sách thắt lưng buộc bụng và tiếp cận với những thể chế đa phương để nhận hỗ trợ tài chính là những dấu hiệu đáng hoan nghênh. IMF cung cấp nguồn vốn với chi phí tương đối rẻ và đi vay từ tổ chức này trong thời kỳ khó khăn là khôn ngoan, ông cho biết. Khủng hoảng nợ khắp châu Á. Maldives, quốc gia láng giềng phía tây nam của Sri Lanka, cũng đang gặp khó khăn khi bị IMF cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nợ rất cao. Nền kinh tế 5 tỷ đô la với nguồn dự trữ ngoại hối trung bình đạt 892 tỷ đô la vào năm ngoái sẽ phải chi trả khoản nợ nước ngoài lên tới 250 triệu đô la vào năm nay, 362 triệu đô la vào năm 2023 và 238 triệu đô la vào năm 2024. Do tăng trưởng dự trữ ngoại hối đã đi xuống trong những năm gần đây, việc trả nợ nhiều khả năng sẽ đầy khó khăn. Ông Fazil Nazeb, cựu thống đốc ngân hàng trung ương Maldives cho biết, tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn vào năm 2026 khi các khoản nợ trị giá 600 triệu đô la cần được thanh toán, ông cho biết thêm. Nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Maldives từng chịu tác động nặng nề của Covid-19 đã lên kế hoạch phát triển trái phiếu như một nguồn tài chính cho ngân sách năm 2022. Kinh tế Pakistan cũng đang đứng trên bờ vực sụp đổ với việc đa số đất nông nghiệp và hàng tỷ đô la cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong trận lũ lụt vừa qua. Lạm phát đã quanh mức 38%, trong khi đồng rupee Pakistan giảm tới 25% kể từ đầu năm. Ngay cả trước khi cơn lũ đến, dự trữ ngoại hối cũng đã giảm 40% so với cuối năm 2021. IMF vừa phê duyệt khoản cứu trợ 1,1 tỷ đô la trong quỹ hỗ trợ mở rộng trị giá 6,6 tỷ đô la sau những lời kêu gọi từ phía Pakistan. Vào tháng 6, Trung Quốc đã chấp thuận khoản vay 2,3 tỷ đô la nhằm giúp Pakistan bổ sung nguồn dự trữ ngoại hối đã cạn kiệt. Trung Quốc và Pakistan là đối tác chiến lược trong mọi điều kiện, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố. Islamabad cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ thế giới Ả Rập như Ả Rập Saudi, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Lập trường của Trung Quốc. Sri Lanka đang hy vọng Bắc Kinh sẽ đồng ý với những bên cho vay khác trong việc chịu một phần thiệt hại tương ứng với các khoản vay không thể thanh toán. Sri Lanka có thể trở thành khuôn mẫu cho các thị trường mới nổi trong việc đàm phán nợ xấu với Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn giữ lập trường kiên định. Ông Anushka Wijesina, nhà đồng sáng lập của Trung tâm vì Tương lai Thông minh cho biết, nhiều nước với các khoản nợ không bền vững sẽ nhìn vào cách Trung Quốc xử lý việc tái cấu trúc nợ ở Sri Lanka. Các nhà kinh tế của Sri Lanka đã ước tính rằng tổng khoản vay mà Trung Quốc cung cấp từ năm 2001 đến năm 2021 là khoảng 9,95 tỷ đô la. Nhiều dự án cơ sở hạ tầng của Sri Lanka do Bắc Kinh đầu tư đã trở nên vô dụng, chẳng hạn như sân bay quốc tế Matala Rajapaksa. Vấn đề của Trung Quốc là nếu nước này đồng ý thảo luận với tất cả những người cho vay của Sri Lanka và chấp nhận lỗ như một bên cho vay tư nhân, thì các ngân hàng chính sách của Trung Quốc sẽ chịu áp lực phải đưa ra những hỗ trợ tương tự cho các quốc gia khác. Trung Quốc không muốn chịu lỗ mà muốn chuyển các khoản nợ cũ thành khoản vay mới, với điều kiện lãi suất và thời gian đáo hạn tốt hơn, một nhà đầu tư tại London nói với Nikkei. Với việc nhiều nước đang trong khủng hoảng nợ, Bắc Kinh buộc phải có lập trường cứng rắn hơn, nhà đầu tư trên cho biết.